tại cuộc họp của hội đồng giám sát quận Cam, thì giám sát viên Anh Chu Đỗ là giám sát của địa hạt số 1, ông ta đã có một cái lời đề nghị rằng cấm không cho các người mà vô gia cư đến cái nơi mà trung tâm tạm trú cho các người vô gia cư ở ngay tại thành phố Santa Ana, để mà tới chỗ đó để mà ăn uống hoặc là tắm rửa. Cấm tất cả những người nào đến nó ăn uống tắm rửa nếu mà không, nếu mà họ không ngủ lại qua đêm tại cái trung tâm để mà giúp đỡ cho những người vô gia cư này, và nếu ai mà đến đó ngủ qua đêm thì sẽ được ăn uống tắm rửa đàng hoàng, và người nào không ngủ qua đêm tại cái trung tâm này thì giám sát viên Anh Chu Đỗ có cái lời đề nghị rằng là không nên cho những người này vào cái trung tâm tạm cư này để mà ngủ lại qua đêm. Là tại vì kính thưa quý vị, tại cái chỗ này hàng đêm có khoảng đến 400 người vô gia cư đến nơi đây ăn ngủ tắm rửa, cho nên vì cái lý do đó giám sát viên Anh Chu Đỗ đã có cái lời đề nghị rằng là nếu mà họ không ngủ qua đêm thì họ không được tạm trú tại nơi này. Tuy nhiên thì có hai vị giám sát viên đồng viện của giám sát viên Anh Chu Đỗ, tức là bà Lisa Barrett là đại diện của khu vực số 5 của quận Cam, và một vị giám sát viên nữa là ông vẫn là quên tên rồi, nhưng mà ông là đại diện cho khu vực số 4, thì hai vị giám sát viên này đã có lời chống đối cái sự đề nghị của giám sát viên Anh Chu Đỗ, tại vì họ cho rằng nếu mà cấm không cho những người này vào trong cái trung tâm để mà ăn uống tắm rửa thì họ sẽ phải đi đâu, họ ăn uống ở đâu, họ sẽ bị đói, họ sẽ bị lạnh, họ sẽ ngủ qua đêm ở nơi nào. Thì đây là những cái lý do mà hai bên đang bàn luận và chống đối lẫn nhau. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi chưa biết cái sự quyết định này của hội đồng giám sát viên quận Cam, họ sẽ quyết định ra sao đối với cái trung tâm tạm trú cho những người mà vô gia cư này. Vì quý vị thấy cái trường hợp mà dịch bệnh corona hiện nay nó đã lan tràn khắp nơi, các trường học lớn, các trường đại học lớn như trường USC, UCLA, kể cả trường Stanford và Harvard, họ đã cancel tất cả các lớp học lớn để mà tránh cái vấn đề mà lây lan virus corona, và họ chỉ có tổ chức những cái cuộc học trực tuyến qua mạng lưới online mà thôi. Thì đây là những cái diễn biến mà mới nhất trong ngày hôm nay đối với cái virus corona. Vâng, thì chúng tôi thưa quý vị là cái tin đó, cái từng giây từng phút mà nó cứ nhảy lên, tôi mới liếc qua thì Tổng thống Trump mới ra lệnh, cũng trong cái bối cảnh là đang lo cho cái vi khuẩn này đó, thì là ông tạm ngưng tất cả các chuyến bay từ Europe, từ Âu Châu vào Mỹ khoảng một tháng, ít ra để cho nó ngăn ngừa. Đó là cái tin chúng tôi mới liếc thấy. Và đang tiếp tục đây thì đúng là nhiều công ty, trường học, đại học, các cái event, các sự kiện cũng đã đều bị ngưng rất nhiều. Ngay cả công ty Google cũng yêu cầu các employee, các công nhân có thể làm việc tại nhà nếu có thể. Tuy nhiên là tùy cái job, có những cái job có thể làm nhà được, nhưng mà có những cái job phải đến công sở thì nó hơi trở ngại. Cũng ngay cả trường học cũng vậy, có những cái lớp quý vị học online được, nhưng mà những cái lab chẳng hạn, quý vị phải vô lab thì không thể là học kiểu online được. Thực ra nó cũng có nhiều vấn đề lắm thưa quý vị, nhưng mà hiện đang nói đến cái này thì mình cũng thấy là bây giờ họ nói là chúng ta hiểu là bên Seattle gần đây cũng nhiều người chết đó. Cái vụ mà người ta nhắc lại thì người ta đặt vấn đề là chưa chắc đã phải là con vi khuẩn này, vì đó là đa số những người già có thể bị có mang sẵn trong người những cái bệnh khác và chết vì, hay là chết vì cái cảm cúm common thôi, cảm cúm thường thôi, chứ không phải là corona này. Thì có nhiều cái nó còn ở trong đó mà mình phải điều tra thêm để biết rõ. Ngoài ra thì ở đây bên New York cũng vậy, ông thống đốc Cuomo đã dàn trận, tức là cho các National Guard, các vệ binh quốc gia để đến những cái địa điểm mà sẽ cái ngăn cách đó, để bảo đảm là cách ly cho nó làm việc đàng hoàng, chứ không phải là có những người sẽ không chịu, họ thấy những cái phiền toái đó khi bị cách ly rồi họ trốn lánh chẳng hạn. Thì đó là những cái điều mà bây giờ tất cả thế giới đang, nếu mà khi mà Tổ chức WHO đã tuyên bố thì bây giờ phải lo nhiều mặt. Nhưng mà đúng là Tổ chức WHO thì cũng có một vài cái người ta chỉ trích trước đây, và đặc biệt là người ta cũng nói là những lúc đầu Tổ chức WHO khi mà chưa vô Bắc Kinh, chưa vô bên Trung Quốc để mà điều tra cái vụ này Vũ Hán, điều tra cái vi khuẩn Vũ Hán này, thì một vài bác sĩ mà chuyên trách cái đài CNN lại được vào đó trước
cả tổ chức khu nữa, thì người ta nghi là biết đâu có một cái gì đó sắp xếp với nhau. Thì cái dư luận người ta cũng nói đúng là tổ chức khu có vẻ favor và rất là bàn tay, rất thân cận với bên Trung Quốc, cho nên đó là cái điều đang bị chỉ trích, thưa quý vị. Và bên cạnh đó, kính thưa quý vị, mới ngày hôm qua thì anh em chúng tôi cũng vừa thông báo cho quý vị biết rằng tình hình tài chính của Hoa Kỳ nó cũng đã vực dậy lại được khoảng hơn 1.100 điểm. Tuy nhiên thì vào ngày hôm nay thì Dow Jones và Nasdaq thì nó lại hạ xuống, bị rớt xuống lại hơn khoảng 1.000 điểm nữa, thưa quý vị. Tức là trong 3 ngày vừa qua thì thị trường tài chính của Hoa Kỳ nó vẫn bị rớt xuống khoảng 2.000 điểm. Đây là một cái sự mà xuống dốc rất là nặng vì cái dịch bệnh virus corona. Tuy nhiên thì trong ngày hôm qua thì chính phủ của ông Donald Trump cũng đã bàn thảo về một cái kế hoạch để mà đưa ra một cái gói kích thích kinh tế cho những người mà công nhân lao động của Hoa Kỳ, những người mà làm việc theo giờ đó, thưa quý vị. Thì chính phủ của ông Donald Trump đề nghị rằng sẽ giảm thuế cho những người này và sẽ giúp giảm thuế cho tất cả những người mà làm việc trong những cái ngành nghề như là máy bay, du lịch, những cái ngành nghề về dịch vụ, hoặc là những cái ngành nghề mà những người mà làm trên những cái chiếc du thuyền. Thì đây là những cái lĩnh vực mà có rất nhiều người bị lây nhiễm với virus corona. Thì chính phủ của ông Donald Trump đã đề nghị những cái sự kích thích kinh tế để giúp cho họ có tiền bạc trong cái lúc này, để mà tự họ có một cái tinh thần chống lại với lại những cái nỗi lo sợ. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cũng có rất nhiều người bên lập pháp họ cũng nói rằng cái vấn đề mà giúp cho người dân có thêm tiền thì chưa chắc nó vực dậy lại cái nền kinh tế và giúp cho cái thị trường chứng khoán nó vực dậy trở lại như xưa, là tại vì hiện nay mọi người ta lo sợ cái con virus corona này nó làm ảnh hưởng đến cái mạng sống của họ. Cho nên nếu mà có tiền hay không có tiền đi nữa thì chưa chắc gì họ sẽ đi ra ngoài nơi công cộng để mà tiêu xài cái đồng tiền đó. Thì đây là một trong những cái điều mà hai bên lưỡng đảng họ đang bàn luận với nhau, đang tranh luận với nhau để coi cái kết quả cuối cùng họ sẽ làm gì trong cái thời gian hiện tại này, thưa quý vị. Nhân đang nói về cái này thì chúng tôi cũng muốn khai triển một vài cái điều khác, là chúng tôi đọc được những cái tài liệu cũng như là các ngay cả Tổng thống Trump hay là những chuyên viên y tế cao cấp, các bác sĩ cao cấp cũng đã khuyên là thực ra đó cái con virus nó cũng nguy hiểm, nhưng mà cái mà đúng như Vĩnh Lộc vừa nhắc đó, cái mà yếu tố mà fear factor đó, người ta cứ lo âu rồi người ta rồi tự mình cứ mỗi người lo âu rồi truyền lan truyền ra. Đó là chưa kể một số người bất lương là họ cứ làm những clip giả trên internet mà nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta lại chuyển đi đó, thành ra là nó làm cái nỗi lo sợ đó nhiều hơn và nó khiến cho tất cả cái tình hình có thể là lúc nào cũng một cái như là một cái bao trùm, một cái như là khủng bố vậy, lúc nào cũng lo lắng quá, thái quá. Chứ người ta nói rồi là thì tính ra tổng số thì mình cũng người Mỹ cũng chết chưa nhiều, và thực ra những cái dịch trước đây đó nó cũng chết nhiều lắm chứ phải không. Và cái dịch mà thường xuyên nhất mà chúng ta vẫn nói đó, cái flu hàng năm đó, quý vị chích cái ngừa đó, nó chết cũng cả chục ngàn mỗi năm. Đó là chưa kể người ta nếu so sánh, với những tai nạn xe cộ, quý vị biết là mỗi năm bây giờ này vẫn chết khoảng 40.000 nha quý vị, là trên xa lộ tất cả các tai nạn lái xe đó. Cho nên đôi khi nhưng mà mình lo quá là mình có lẽ là cái đó là cái điều mà chúng ta phải tự an ủi nhau và chấn an nhau, cũng như các bác sĩ nói cho biết những cái phương pháp như là một vài cái gel để rửa tay hay gì, quý vị vô nhà hàng chẳng hạn, thực ra nó không giúp bao nhiêu đâu. Cái chính là chúng ta phải tự rửa tay nhiều lần, cũng như là tránh sờ lên mắt mũi, đó là cái nó biện pháp tốt hơn. Ngay cả mấy ông bác sĩ nói là uống thêm những cái vitamin C hay gì cũng là những cái chung chung thôi quý vị, không giúp bao nhiêu đâu. Họ nói ngay cả khẩu trang cũng vậy, nếu trong nhà thương thì họ thay đổi hoài thì không sao, còn người ngoài, nhân viên ngoài khi lười đeo một cái cả ngày như vậy thì là bắt đầu nó cũng đã bị ảnh hưởng rồi, và nó cũng ngăn ngừa được phần nào thôi. Các bác sĩ nói là không có nghĩa là khi đeo là quý vị hoàn toàn an toàn, quý vị phải nhớ điều đó. Và cái chính nhất vẫn là giữ cho cơ thể mình tinh thần lạc quan, khỏe mạnh. Nếu quý vị mà người mà cứ rầu rĩ mà lo lắng quá đó, chính cái stress nó làm cho quý vị càng dễ nhiễm bệnh. Cho nên bằng cái phương pháp tập thể dục thường xuyên, cũng như quý vị giữ trong nhà sạch sẽ là những cái khuyên chung, cái đó vẫn hiệu nghiệm hơn là quý vị lo lắng. Ngay cả chủ sinh thì họ nói chủ sinh vứt đi là vì đối với virus chủ sinh không có giúp được cái gì hết. Nhiều người lại lúc này để tự nhiên hoảng cứ đến các bác sĩ gia đình bắt bác sĩ cho những cái thuốc chủ sinh, nhưng mà chúng ta hiểu là virus không chữa được,
không chứ không có chủ sinh không ăn thua gì cả. Cho nên cái cách hay nhất là nói vẫn là từng người chúng ta trong gia đình giữ sạch sẽ, tập thể thao, sống lạc quan, đó vẫn là cái điều quan trọng. Đúng vậy, kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì theo như những cái sự thống kê thì phần đông đại đa số những người bị lây nhiễm COVID-19 và bị tử vong là phần lớn những người lớn tuổi, từ 60 tuổi trở lên. Kính thưa quý vị, đây là một cái điểm chung mà các người khoa học gia họ vẫn còn đang nghiên cứu, họ không hiểu tại sao. Có lẽ là tại vì những người lớn tuổi sức thì cũng đã yếu rồi, đúng rồi, và trong người không có những cái sức đề kháng để mà chống lại cái loại vi khuẩn mới này. Tuy nhiên thì theo các giới chức y khoa thì họ bảo rằng ngoài những cái vật dụng cần thiết ở trong nhà như là thuốc khử trùng, nước uống, các thức ăn nhẹ, thì họ bảo rằng chúng ta cần phải có một cái loại như là có loại mà bột có thể mà pha với nước nóng để nó trở thành một cái loại súp uống rất là dễ dàng và rất là dễ để mà pha chế. Tại vì khi mà những người bị bệnh, thưa quý vị, thường thường thì chúng ta không còn cái cảm giác thích thú để ăn những cái đồ cứng hoặc là ăn được nhiều nữa. Chúng ta chỉ có thể uống nước hoặc là ăn những cái đồ nhẹ dễ tiêu mà thôi. Thì họ nói rằng là những cái loại bột mà pha thành một cái loại súp, một cái loại nước để mà chúng ta hút, tại vì trong lúc mà bệnh hoạn, trong người mình cần có những cái chất bổ để mà chống lại những cái loại mà vi trùng vi khuẩn trong người của mình, và những cái loại đồ ăn nào nó dễ tiêu thì những cái cách đó thì mới dễ giúp cho chúng ta để mà có sức khỏe và chống lại qua cái cơn sốt, qua cơn ho. Vì thường thường khi mà chúng ta đã qua được cái thời gian mà bị sốt cảm nặng khoảng 1-2 ngày thì thường thường là cái con người bản chất sẵn của người mình đó, nó đủ sức nó chống lại vi trùng để mà chúng ta có thể qua cái cơn đó mà lành bệnh được, thưa quý vị. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải tích trữ, chứ không cần phải đi mua gạo thật nhiều hoặc là mì gói một đống đó. Tại vì nhiều khi ăn chưa hết gạo, ăn chưa hết mì gói đã chết vì mì gói độc rồi, chứ không đúng phải là chết vì vi trùng nữa, thưa quý vị. Cho nên mình cũng phải nghĩ cho kỹ những cái gì mà mình có thể làm được, thưa quý vị.